Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo. Tập 107. Chương 1061, Lượng Tử truyền tin. Ngày hôm sau, Tô Hạo tiêm cho Vĩnh Hoa một dịch thể sửa chữa gen, không chỉ giúp nàng tiến hóa thành tiên trí nhân, còn thuận tay cho nàng thiên phú tu tiên. Nếu như nàng đã có ý định theo Á Sơn học tập, vậy liền bắt đầu từ tu tiên đi, không chỉ lấy được năng lực bảo vệ bản thân nhất định, nói không chừng còn thể hiện chút tác dụng. Tô Hạo thầm nói, hơn nữa, kiểm tra một chút, nhân loại bản thổ có thêm thiên phú tu tiên, có bị vận sóng tập trung vào không? Theo suy đoán của hắn thì tỷ lệ không cao, nhưng trước khi thử qua, Tô Hạo cũng không dám chắc chắn. Sau khi Vĩnh Hoa tỉnh lại, không phát hiện mình có gì khác biệt, đưa tay lên đầu không ngừng tìm kiếm miệng vết thương. Sửa não, chẳng phải nên ở trên đầu mở một cái lỗ sao, sau đó dùng máy móc thiết bị đưa vào bên trong sửa chữa đi. Nhưng mà nàng tìm hồi lâu, đều không phát hiện có cái lỗ nào, không khỏi tò mò hỏi, cậu cả, sẹo trên đầu ta đâu? Tô Hạo bật cười nói, sẹo nào? Làm gì có sẹo, đã sửa xong rồi, thích ứng vài ngày liền cảm nhận được điểm khác biệt. Được rồi, trở về đi. Vĩnh Hoa mơ mơ màng màng rời đi. Tô Hạo tiện tay gửi đi một tin nhắn, Phong Thành, dành chút thời gian dạy Vĩnh Hoa tu tiên. Phong Thành, rõ, Duy Lão Đại. Tiếp đó, Tô Hạo cùng Á Sơn cùng nhau giải mã số liệu phi thuyền của bát thú tộc, nghiêm túc học tập. Vài ngày sau, liền hoàn toàn hiểu rõ kỹ thuật chế tạo phi thuyền của bát thú tộc, đồng thời cũng nhận được đại khái trình độ khoa học kỹ thuật ở đây. Tuy rằng thế lực bát thú tộc trải rộng khắp hệ Vân Hoàn, nhưng trình độ khoa học kỹ thuật cũng không phải quá cao. Hầu như đều nằm trong phàm trù có thể biết được của Tô Hạo, không đến trình độ vượt ra ngoài tầm hiểu biết. Vị trí mẫu tinh của bát thú tộc nằm ở trung tâm hệ Vân Hoàn. Ở vị trí này, chúng nó dễ dàng đạt được khối năng lượng. Đây cũng là nguyên nhân chủng tộc này phát triển vượt bậc. Cũng có thể nói, bát thú tộc dựa vào tài nguyên khối năng lượng gần như vô tận trong hệ Vân Hoàn mới phát triển đến trình độ bây giờ. Hết thảy tri thức khoa học của chúng nó đều thành lập dựa trên khối năng lượng. Nếu bát thú tộc không phát hiện khối năng lượng, đoán chừng thời điểm Tô Hạo tỉnh lại ở thế giới này vẫn giống mấy thế giới, không cách nào thăm dò được vũ trụ. Sau khi xem xong, Tô Hạo cảm thán nói, muốn phát triển khoa học kỹ thuật, quá khó khăn. Không phải thứ chỉ cần thời gian có thể làm được. Từ lúc ta trùng sinh đến nay, không biết qua bao nhiêu triệu năm, nhưng vũ trụ này vẫn còn là yên tĩnh như vậy. Tựa hồ, không một nền văn minh nào đột phá hạn chế về khoa học kỹ thuật, đạt tới tình trạng thăm dò vũ trụ. Xem hết những tài liệu này xong, Tô Hạo quyết định nếu có thời gian, sẽ tới mẫu tinh của bát thú tộc, có lẽ ở đó có thể thu hoạch được kỹ thuật gì đó thú vị. Hắn vung tay lên, tắt đi tài liệu liên quan đến phi thuyền, sau đó đem tài liệu thiết bị truyền tin vũ trụ lấy ra nghiên cứu. Bước tiếp theo, đem kỹ thuật này nắm rõ, sau đó lại nghiên cứu hệ thống điều khiển của mẫu trùng. Tô Hạo cứ như vậy ở trong tiểu thế giới, tĩnh tâm học tập. Vượt qua thời kỳ thích ứng, Vĩnh Hoa phát hiện bản thân không còn giống với trước kia. Thế giới mà nàng nhìn thấy, rộng hơn. Không sai, chính là ý trên mặt chữ, đôi mắt nàng nhìn thấy thế giới, so với dĩ vãng, càng thêm rộng lớn. Đồ vật nàng trước kia nhìn thấy, đều phải cẩn thận xem, hiện tại chỉ cần quét mắt nhìn một vòng, liền rõ được tình cảnh trước mặt, ánh mắt chỉ cần nhìn thấy. Đại não liền lưu trữ, cho dù nhắm mắt lại, cảnh tượng vẫn còn rõ mồn một trước mặt, thậm chí có thể đem vị trí của từng món, từng cái chỉ ra. Không chỉ sức quan sát tăng lên, năng lực lý giải cũng tăng thêm một mảnh lớn. Trước kia kiến thức nàng xem không hiểu, nhưng lúc này nhìn qua liền nắm rõ nguyên lý cùng cách giải, thậm chí có thể liên tưởng những kiến thức khác trong nháy mắt, trợ giúp giải đáp. Trí nhớ, giải đáp, liên tưởng, rất nhiều thứ được tăng vọt. Chuyện này trước đây nàng không dám tưởng tượng tới. Nguyên lai, thiên tài nhìn thế giới, quả nhiên không giống người thường, không đạt tới trình độ như vậy, liên không lý giải vì sao giữa người với người lại chênh lệch quá lớn. Nàng không tin xoa xoa đầu mình, ta trở nên thông minh rồi. Cậu cả thật sự đã sửa lại đầu cho ta. Hơn nữa, nàng tựa hồ còn lấy được siêu năng lực. Chỉ cần đưa tay chạm đến đồ vật,
đại não có thể nhanh chóng phân tích ra tin tức đối xứng. Nàng muốn tìm Tô Hạo hỏi rõ, nhưng tìm không thấy người, vì vậy đi tìm Á Sơn, cũng không tìm thấy. Cuối cùng tìm được Phong Thành, nói rõ nghi hoặc của bản thân. Phong Thành hặc hặc cười nói, ta chỉ nói như vậy, chuyện này của ngươi mới chỉ bắt đầu mà thôi. Mấy tháng sau sẽ càng thêm lợi hại, lại qua thêm một năm, ngươi sẽ đạt tới trình độ mà bản thân cũng không dám nghĩ. Có phải rất mong chờ không? Hai mắt Vĩnh Hoa hiện lên vẻ sùng bái, thật lợi hại. Phong Thành đắc ý nói, đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút Duy Lão Đại là người nào. Ha ha ha, Phong Thành hỏi, muốn trở nên lợi hại hơn không? Nếu muốn, về sau theo ta học một tiếng. Vĩnh Hoa, đương nhiên muốn. Cảm ơn Phong Thành ca ca. Đừng cảm ơn ta, cảm ơn cậu của ngươi. Hắn không nói, ta cũng sẽ không dạy ngươi. Đã biết. Thời điểm mấy người học tập, thời gian nhanh chóng trôi qua. Trong nháy mắt trôi qua 2 năm, Tô Hạo sớm đã lấy được thiết bị trung tâm điều khiển như bản thân yêu cầu. Sau khi bắt được, hắn lập tức đem đi thí nghiệm. Đây cũng là thiết bị mấu chốt trong việc truyền tin vũ trụ. Mục đích của Tô Hạo cũng không phải hiểu rõ thiết bị, mà học tập tri thức bên trong kỹ thuật, sau đó lợi dụng tri thức đến hoàn thiện năng lực bản thân, học tập thêm càng nhiều tri thức hơn. Thông qua một năm không ngừng học tập, hắn phát hiện kiến thức không phải như xếp gỗ bình thường, cứ chồng lên đơn giản, mà là một quá trình nghiệm chứng cùng tìm hiểu. Càng học về phía sau, hắn càng cảm nhận được chỗ vui vẻ của học tập. Đây cũng là vì sao Á Sơn nguyên bản ghét đọc chữ, cũng dần dần trở thành một gã nghiên cứu viên đam mê nghiên cứu. Không phải có câu nói, học được càng nhiều, càng nhận ra bản thân mình ngu ngốc, nên càng muốn biết nhiều hơn nữa. Dưới tình huống đại não chịu nổi thì chính là như vậy. Đương nhiên, nếu phần cứng không ủng hộ, vậy liền thôi. Về phần lý luận lượng tử truyền tin, thông qua học tập cùng nghiên cứu, Tô Hạo cũng hiểu được đại khái. Đơn giản chính là, hai lượng tử tương tự nhau khi đạt tới đủ khoảng cách, liền sẽ sinh ra hiện tượng điện tử, làm cho hai lượng tử đồng bộ. Cho dù chúng cách xa bao nhiêu thì điện tử đều bảo trì trạng thái đồng bộ, vô cùng thần kỳ. Đương nhiên, lượng tử còn có đặc tính không thể phân tách, không thể nhân bản, đây cũng là điểm mà Tô Hạo coi trọng. Kỹ thuật này có thể ứng dụng vào rất nhiều mảng. Tuy nhiên, thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng mà muốn lợi dụng nó làm ra năng lực khống chế, rất khó. Hắn càng nghiên cứu, càng cảm nhận được chỗ thần kỳ của thế giới vĩ mô, đồng dạng, muốn đem hiện tượng vĩ mô chuyển biến thành năng lực vĩ mô, liền rất khó khăn. Nhân loại quả thật đã có thành tựu ứng dụng lượng tử vào việc truyền tin liên lạc, nhưng chế tạo ra thiết bị rất khó, sản lượng cực thấp. Cũng chỉ có trên phi thuyền mới lắp đặt một cái, còn phần thiết bị truyền tin đều dùng loại vô tuyến, có thể thấy được độ khó trong đó. Dù cho hiện tại Tô Hạo hiểu rõ những kỹ thuật này, nhưng vẫn như cũng không cách nào dùng tinh thần lực hay linh lực thực hiện truyền tin viễn trình. Thân thể của sinh vật hẳn không cách thực hiện truyền tin lượng tử đi. Có lẽ, mẫu trùng cùng trứng trùng có thể giải đáp nghi hoặc của ta. Đây là thời điểm nghiên cứu mẫu trùng làm sao nuôi dưỡng hai quả trứng trùng rồi. Nghĩ tới đây, Tô Hạo thu thập lại sách vở, rời khỏi phòng thí nghiệm, đồng thời ở trong nhóm chat gửi tin nhắn, Á Sơn, các ngươi nghiên cứu hệ thần kinh mẫu trùng đến đâu rồi? Á Sơn rất nhanh trả lời, Duy Lão Đại, có chút tiến triển về kết cấu đại não đặc thù của mẫu trùng. Cùng với kỹ thuật trồng hệ thần kinh của mẫu trùng, bất quá hàng mẫu trước mắt còn ít, không cách nào thử nghiệm nhiều hơn. Phong Thành, Duy Lão Đại, ta hiện tại đang du đãng trong tinh vực thực tinh trùng, tìm kiếm tinh cầu thực tinh trùng, bắt mẫu trùng cho Á Sơn Lão Đại. Khục, chỉ là tinh quang du của ta dùng không mấy thuận tay, thường xuyên bay chớ, vì vậy làm chậm trễ thời gian. Đối với tiến độ của Á Sơn, Tô Hạo hết sức hài lòng, vì vậy gửi tin nhắn tới, đem số liệu sửa sang lại rồi gửi cho ta, ta muốn xem một chút. Tốt, Duy Lão Đại, chờ một chút. Chương 1062, trăm triệu phân thân. Đoạn thời gian dài tiếp theo, Tô Hạo tập trung vào nghiên cứu trứng trùng song sinh của mẫu trùng còn Á Sơn, nghiên cứu nguyên lý trồng hệ thần kinh, ba người ở trên thân mẫu trùng mà dùng sức, cộng hưởng thành quả nghiên cứu với nhau. Tiến triển của ba người tuy không nhanh, nhưng tổng thể cũng không chậm. Tô Hạo có thần niệm cùng quả cầu không gian hỗ trợ, rất nhanh liền tập trung vào đào tạo mẫu trùng. Hắn tìm những mẫu trùng mập mạp, dùng tiểu thế giới ngăn cách, sau đó ném đất vào bên trong, quan sát quá trình sinh sản của trứng trùng. Sau 2 năm không ngừng quan sát,
Tô Hạo rốt cuộc cũng biết được cơ chế chứng trùng song sinh của mẫu Tùng. Giống với kết cấu xoáy của khối năng lượng, vượt ngoài dự đoán của Tô Hạo, nhưng lại có một tia cảm giác thì ra là vậy. Mảnh vũ trụ này đến cùng có chỗ nào đặc thù, khối năng lượng là một loạt vật chất có kết cấu đặc thù được sản sinh gần hố đen hệ vân hoàn. Đến cả cơ thể thực tinh trùng trong tinh hệ này cũng tìm được loạt kết cấu vòng xoáy đặc thù đấy. Điều này làm cho Tô Hạo vô cùng muốn xác định hệ vân hoàn này, tuy rằng thoạt nhìn giống vô số tinh hệ khác trong vũ trụ, nhưng tất nhiên sẽ có chỗ đặc thù của riêng mình. Bằng không thì sẽ không ra đời thứ thần kỳ như khối năng lượng cùng thực tinh trùng. Tô Hạo đoán được một loại khả năng đại khái, có lẽ mỗi một tinh hệ đều là như vậy. Dù sao đây mới là lần đầu tiên ta quan sát cả một tinh hệ, mỗi thế giới trước đây từng tới. Cũng chỉ vẻn vẹn giới hạn ở trong tinh cầu mà thôi, căn bản không cách nào nhìn thấy diện mạo thật sự của vũ trụ rộng lớn. Mỗi một tinh hệ đều là như vậy, cũng không phải là không được. Bất quá, hiện tại mới chỉ có một ví dụ mẫu, căn bản không cách nào đưa ra kết luận chuẩn xác hữu dụng, dù cho có, lúc này vẫn có chút phiến diện. Tô Hạo một lẫn chuyển sự chú ý của mình lên thân mẫu trùng. Loại kết cấu vòng xoáy đặc thù này đúng là mấu chốt trong trứng trùng song sinh. Mẫu trùng mỗi phút mỗi giây đều hấp thu chất dinh dưỡng, sau đó đem vật chất đặc thù phân giải, lấy tốc độ cực nhanh tạo thành vòng xoáy tròn bên trong, vật chất sẽ quay với quỹ đạo tròn. Càng đến gần trung tâm vòng xoáy, tốc độ càng nhanh, lại qua cơ chế xử lý sàng lọc đặc thù, cuối cùng đem hai quả trứng đặt cùng một chỗ, tạo thành hiện tượng kết nối đặc thù. Trong cơ thể mẫu trùng có rất nhiều kết cấu vòng xoáy, mỗi giây ở trong kết cấu vòng xoáy đều có thể thu được vô số cặp hạt. Những cặp hạt này cuối cùng tổ hợp lại với nhau vào vị trí đặc biệt trong trứng trùng, dần dần phát triển thành hệ thần kinh, đạt được trứng trùng song sinh. Lại nói tiếp chuyện này nhìn qua đơn giản, nhưng quá trình lại vô cùng phức tạp. Tựa giống như việc con người không biết tế bào cuối cùng phức tạp thế nào, chúng siêng năng và làm việc chăm chỉ. Cho dù toàn bộ quá trình Tô Hạo đều nhìn thấy, nhưng vẫn như cũ khó tin, thực tinh trùng phải tiến hóa bao nhiêu lần mới đạt đến trình độ này. Kỹ thuật truyền tin lượng tử của nhân loại cũng không đạt được 1% trình độ của mẫu trùng. Vũ trụ rộng lớn, chuyện gì cũng có khả năng. Tô Hạo thở dài, mẫu trùng đến cùng làm sao làm được điểm này? Bên trong sinh mệnh, đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật không biết. Phân tích ra kết cấu vận hành cơ bản của mẫu trùng xong, hắn đối với mẫu trùng càng thêm quan tâm, nếu như mình cũng có biện pháp như mẫu trùng, xây dựng được hệ thần kinh đồng bộ. Ta có ngàn vạn phân thân, không còn là mơ. Nếu thật như thế, hắn có thể nghĩ đến nên thăm dò vũ trụ thế nào, tạo ra vô số phân thân, sau đó đem phân thân học năng lực không gian. Tiếp đó giải ra ngoài, ở tất cả địa phương đi tới thành lập căn cứ, thẳng đến khi vẽ xong nguyên vẹn một bản đồ tinh vực mới thôi. Chỉ cần phân thân đủ nhiều, lúc kia liền có thể biết được diện mạo thật sự của vũ trụ. Dừng lại. Loại chuyện này, về sau rồi tính, mẫu chốt bây giờ là đem cơ chế trứng trùng song sinh của mẫu trùng phá giải, nếu không hết thảy đều là mơ mộng hão huyền. Tưởng tượng ai cũng biết, nhưng muốn thực hiện thì quá khó, bước chân quá lớn cũng không phải là chuyện tốt, hết thảy đi từng bước một, đặt chân vững vàng. Tô Hạo rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái bản thân, lần nữa tiến nhập vào trong nghiên cứu mẫu trùng. Trước bắt tay từ việc mẫu trùng làm sao khiến hạt đối xứng với nhau đi. 5 năm không được thì 10 năm, 10 năm không được thì 20 năm. Tổng thể có thể nghiên cứu thành công. Về phần phục nhãn tộc, không cần phải vội, chúng nó chạy không thoát đâu. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy không quá yên tâm, vì vậy gửi tin nhắn cho Phong Thành rảnh rỗi. Phong Thành, người dành chút thời gian đi tìm mẫu tinh của phục nhãn tộc. Phạm vi đại khái ta đã đánh dấu cho ngươi rồi, nếu tìm được, vụng trộm ở trên hành tinh chúng ném một quả định vị thạch. Phong Thành nghe có nhiệm vụ mới, cả người lập tức trở nên hưng phấn. Hắn lập tức trả lời, đã rõ, Duy lão đại. Mà Á Sơn ở bên kia, nhắm vào nghiên cứu kết cấu hệ thần kinh của mẫu trùng, cùng có phát hiện mới. Giải mã ra một loại kết cấu hệ thần kinh khảm nạm, so với đại não của sinh vật càng thêm phức tạp. Hắn lúc này đang tiến hành nghiên cứu tổ hợp hệ thống lên hệ thần kinh, tiếp đó bắt chút đầu chư ngư quái dị tiến hành thí nghiệm. Đương nhiên, việc bắt người, liền ném cho Phong Thành. Mà tiểu cô nương Vĩnh Hoa này, hôm nay còn chìm đắm trong học tập, không cách nào kiềm chế được. Lại qua một năm, hạm trưởng lần nữa tìm được Tô Hạo, nhỏ giọng hỏi, Đại Cường, gần đây học tập nghiên cứu có tiến triển gì không? Tô Hạo không cần đoán cũng biết hạm trưởng đến đây có việc gì,
nói thẳng, vô cùng thuận lợi, hơn nữa truyền tống cũng phá giải xong. Hạm trưởng trợn to mắt, truyền tống đã nghiên cứu ra. Hắn chỉ làm theo phép, tới đây hỏi một chút, không nghĩ tới Tô Hạo lại cho hắn kinh hỉ lớn như vậy. Tuy rằng hắn tin tưởng Tô Hạo nhất định sẽ thành công, nhưng thời điểm nghe xác nhận thành công, một loại cảm giác vui vẻ xuất hiện trong lòng, làm cho toàn thân run lên như là vô số tế bào bùng nổ khắp cơ thể. Ngay sau đó là vẻ không dám tin, năng lực thần kỳ như vậy, cứ như vậy bị nghiên cứu ra. Đối với hạm trưởng mà nói, tốc độ của Tô Hạo quá nhanh, bởi vì trong vòng 10 năm, nghiên cứu vượt thời đại, cứ như vậy ra đời. Chuyện này nói ra thì cho dù là nha khoa học đỉnh cấp cũng không dám tin. Tô Hạo nói, thế nào, hoài nghi năng lực nghiên cứu của ta? Không phải. Hạm trưởng há to miệng, một lời không nói ra. Tô Hạo đem một phần tài liệu đưa cho hạm trưởng nói, xem ra ngươi còn không tin đấy, như vậy đi. Các ngươi dựa theo kết cấu trên tài liệu này, tìm hai địa phương đem thiết bị này bố trí thật tốt, sau khi bố trí xong, nói cho ta biết, ta sẽ dẫn các ngươi khảo thí một phen. Hạm trưởng nhận lấy ổ cứng HDD mà Tô Hạo đưa cho, vẻ mặt ngốc trệ nói, được. Tay của hắn cầm lấy ổ cứng HDD như cầm lấy sinh mệnh của mình vậy, vốn đặt ở túi quần, nhưng phát hiện đặt trong túi không an toàn, lại lấy ra ôm vào trong ngực. Sau đó kích động rời khỏi tiểu thế giới, đi tìm lãnh tụ Hạ Khánh Quân. Hạ Khánh Quân biết được tin này, liền hưng phấn không thôi, đồng thời lại có chút lo âu, hắn đi qua đi lại, tự hỏi làm sao tránh được Phục Nhãn tộc thăm dò, thuận lợi đem kỹ thuật truyền tống thử nghiệm. Nhưng mà nghĩ lui nghĩ tới, đều không cách nào triệt để tránh khỏi tầm mắt của bọn họ, vì vậy vỗ bàn nói, lập tức an bài thí nghiệm. Vẻn vẹn 10 ngày, hai truyền tống trận cực lớn được dựng xong. Hạm trưởng tự mình đem Tô Hạo mời tới, chờ hắn chỉ huy thí nghiệm truyền tống trận. Thần niệm Tô Hạo tỏa ra, phát hiện bên trong truyền tống trận không khác mấy với bản mình thiết kế, vô cùng chú tâm, hắn liền vui vẻ nói, được rồi, khởi động năng lượng hai bên truyền tống trận. Nhân viên công tác theo lời khởi động thiết bị. Khối năng lượng bên trong tỏa ra năng lượng, dưới tác dụng của hệ thống hóa linh, chuyển hóa thành linh lực, sau đó đưa vào trong truyền tống trận. Đường vân trên truyền tống trận hiện lên ánh sáng nhàn nhạt, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Tô Hạo nói, truyền tống trận một khi kích hoạt, liền tiêu tốn năng lượng, phải bảo trì trạng thái tùy thời hoạt động. Bởi vì một khi dừng lại, liền không linh nghiệm. Lời nói của Tô Hạo, mọi người ghi nhớ kỹ trong đầu. Hắn quan sát một hồi, xác nhận hai bên cổng truyền tống đã liên thông, nói, như vậy, ai tới thử xem. Chỉ cần đứng trong cổng truyền tống, ở trên bàn truyền tống ấn xuống số đối ứng, sau khi bấm xác nhận, truyền tống trận sẽ được khởi động. Hạm trưởng lập tức giơ tay, để ta. Hơn nữa, đây cũng là điều hắn phải làm. Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1063, Cảm giác tự do, 1. Hạm trưởng hít sâu một hơi, mặc niệm hai tiếng nhân loại tất thắng xong, dựa theo lời Tô Hạo nói, đi vào trong truyền tống trận, truyền tống trận cảm ứng có người đứng vào, liền từ dưới đất xuất hiện một bảng điều khiển, lộ ra một số lượng bàn phím. Hắn đè xuống 000 bấm xác nhận. Một giây sau, bàn điều khiển hạ xuống, ánh sáng bên trong phù văn sáng lên, đánh lên trên thân hạm trưởng một thuật cân bằng, ngay sau đó truyền tống trận tỏa ra tia sáng. Tia sáng này khiến cho mọi người mở mắt không ra. Hào quang càng ngày càng thịnh, sau khi đạt đến đỉnh điểm, đột nhiên tản đi. Mọi người trợn mắt nhìn qua, vị trí hạm trưởng đứng ban đầu, người đã biến mất. Bọn hắn lập tức quay đầu nhìn lên màn hình, chỉ thấy bên trong màn hình, hạm trưởng đang điên cuồng hướng về máy quay hét to, con mẹ nó. Thành công rồi. Thời điểm này, đã không có người để ý hạm trưởng chửi bậy nữa rồi, từng người đều hưng phấn đến run rẩy cả người. Hạ Khánh Quân nhìn truyền tống trận, liền rất động tâm, dò hỏi Tô Hạo, Đại Cường, truyền tống trận này an toàn không? Tên nguyên chủ là Hứa Thế Cường đấy, nhưng lúc này cũng gọi theo Đại Cường như hạm trưởng rồi. Tô Hạo cười nói, đương nhiên an toàn, muốn thử thì thử đi. Hạ Khánh Quân là lãnh tụ của nhân loại, hắn muốn thử, nhưng người còn lâu mới cho thử, lãnh tụ, vì lý do an toàn, còn là để chúng ta tự mình thử nghiệm. Ngài tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì. Sau đó Hạ Khánh Quân chỉ có thể nhìn người khác biến qua biến lại, hâm mộ chết đi được. Thẳng đến khi Tô Hạo nói, đúng rồi, trong khoảng thời gian ngắn truyền tống nhiều lần,
đối với thân thể sẽ có chút không tốt. Sau đó một đám gia hỏa tiếc mệnh, liền dừng chân lại. Hạ Khánh Quân suy nghĩ một chút, lại nói, Đại Cường, truyền tống trận này có thể làm lớn được không? Nếu chỉ truyền tống người mà nói, tác dụng liền giảm bớt. Có thể truyền tống phi thuyền mẫu hạm liền tốt nhất. Tô Hạo nói, dựa theo tỷ lệ bản thiết kế tự mình điều chỉnh, vấn đề không lớn. Bất quá truyền tống đồ vật có thể tích càng lớn, càng khiến năng lượng tiêu hao càng nhiều. Cụ thể là bao nhiêu, còn cần các ngươi tự mình đi thử nghiệm. Tô Hạo đi rồi, Hạ Khánh Quân lập tức tổ chức cuộc họp cấp cao, nhất trí quyết định đem tài liệu về truyền tống trận xếp vào loại tuyệt mật. Cũng tiến hành khảo thí truyền tống trận nhiều lần, tăng thêm trình tự tự hủy, mau chóng đem truyền tống trận đưa vào ứng dụng. Đồng thời, dùng phi thuyền tìm kiếm các tinh cầu có sự sống, hoàn thiện mạng lưới truyền tống. Từ khoảnh khắc này, kỹ thuật truyền tống đã trở thành một trong những kỹ thuật hạch tâm của nhân loại. Hạ Khánh Quân vui mừng nắm tay, kích động thì thào nói, thành công rồi. Hứa Thế Cường chính là hy vọng của nhân loại. Quả nhiên, nhân loại không thể coi thường, tại thời khắc sống còn, cá nhân liền có thể cứu vớt cả chủng tộc. Nhân loại, tất thắng. Tô Hạo xây dựng xong truyền tống trận, cũng hướng dẫn chỉ đạo cho một đống kỹ thuật viên cho việc kiểm tra bảo hành, sau đó liền không quan tâm bọn họ sử dụng truyền tống trận làm gì. Hắn trở về, trong tiểu thế giới, triển khai nghiên cứu với mẫu trùng. Hôm nay hắn đã thành công tìm được nguyên lý hạt đối xứng giống nhau của mẫu trùng. Chuyện này có liên quan đến hệ tiêu hóa của mẫu trùng. Đây không chỉ là việc mà một cơ quan có thể hoàn thành. Cơ quan của sinh vật thoạt nhìn là một bộ phận độc lập trong thân thể, nhưng trên thực tế chỉ là một bộ phận trong hệ thống nguyên vẹn mà thôi. Nếu thời điểm nghiên cứu, đem từng bộ phận này ra nghiên cứu độc lập, vậy đã thất bại một nửa. Ta đã nắm giữ được nguyên lý hạt đối xứng giống nhau, tiếp theo liền đến cơ chế xoay tròn tuyển chọn rồi. Thời gian trôi qua, Tô Hạo cũng đạt được thêm càng nhiều kiến thức, cũng thông qua vài lần thí nghiệm, đem đồ vật học được, dung nhập vào bên trong hệ thống kiến thức của bản thân, hoàn toàn biến thành đồ vật của mình. Trong mấy năm, hắn không còn nhìn thấy vận sóng tập trung vào bản thân cùng quấy nhiễu, mà hệ thống vận rủi, tựa hồ càng ngày càng cách xa với hắn. Tô Hạo, mọi thứ đều rất thuận lợi, đây chính là cảm giác của tự do. Không hề có áp lực, không phải lo nghĩ, không cần vội vàng. Mọi thứ lúc này đều là từ từ nghiên cứu cùng học tập. Hết thảy mọi thứ đều rất tốt, rất đẹp. Đây chẳng phải là cuộc sống mà Tô Hạo mong chờ bấy lâu nay sao? Lúc này coi như đã thực hiện được gần một nửa. Đây đều là nỗ lực nhiều năm qua của ta. Cho nên nói, học tập rất hữu dụng. Ta sẽ nỗ lực trên con đường học tập, thẳng đến điểm cuối của vũ trụ. Khục, vũ trụ có thể có điểm cuối, nhưng kiến thức thì không. Mấy năm nay coi như là khoảng thời gian Tô Hạo sống thoải mái nhất, cũng bởi vậy, dã tâm không khỏi biến lớn. Chương 1064, Cảm giác tự do, 2. Thời gian trôi qua, rất nhiều chiến hạm nhân loại ở trên vũ trụ rộng lớn đã xảy ra xung đột nho nhỏ, hoặc là bị tiêu diệt, hoặc là thành công tiêu diệt đối phương, lấy được thắng lợi. Trò chơi trốn tìm giữa các chủng tộc vẫn còn tiếp tục. Lại qua 2 năm, Lam Quang nhận được tin tức mới nhất từ Phục Nhãn tộc. Chúng ta gần đây mới biết được một tin tức mới, chính là bát thú tộc vì truy tung một chiếc tàu tuần tra đặc thù của nhân loại, đã khởi động một hạng mục nghiên cứu kéo dài 10 năm, gọi là tổ hợp trình tự truy tung ẩn tín hiệu cự ly siêu viễn, có thể khiến phi thuyền khi bị tổ hợp tín hiệu tập trung, lặng lẽ cắm vào một trình tự tín hiệu ẩn, hoàn thành khóa mục tiêu. Vì vậy, đề nghị phi thuyền nhân loại khi quay về mẫu tinh, liền rời khỏi tinh vực của mẫu tinh, thẳng đến khi kiểm tra không có gì khác biệt thì hãy phản hồi. Kỹ thuật của tổ hợp trình tự truy tung cự ly siêu viễn đã lấy được, cụ thể như sau, xem xong liền nhanh chóng làm ra trình tự xử lý. Tin tức truyền tới, nhanh chóng đến tay cao tầng nhân loại, bọn họ liền nhanh chóng ứng phó khẩn cấp. Tất cả mọi người ra lệnh cho phi thuyền ngoài vũ trụ đình chỉ tuần tra, rời xa Lam Quang, nhân loại rất nhanh nghiền, cứu ra kỹ thuật mới này của bát thú tộc, rất nhanh làm ra phương pháp ứng phó, đồng thời gửi tới cho mỗi chiếc phi thuyền, đương nhiên cũng không thể thiếu phần cho Phục Nhãn tộc. Loại chuyện này, trong cuộc chiến giữa bát thục tộc cùng nhân loại đã xảy ra nhiều lần, đã có phương pháp đối ứng, cũng không cần khẩn trương. Thẳng đến, báo cáo, chiếc hạm Thường Ca Hào đã đến bên ngoài tinh vực Lam Quang. Thường Ca Hào chính là chiếc chiến hạm được phái đi thực hiện thí nghiệm tiểu lập phương toái tinh. Sau khi phá hủy một hành tinh của bát thú tộc,
cũng không biết mình bị tổ hợp tín hiệu của bát thú tộc khóa lại, trở về địa điểm xuất phát. Hạ Khánh Quân biết được tin này hai mắt trừng lớn, một nỗi sợ hãi từ trên trời giáng xuống, phản ứng đầu tiên của hắn, nguy rồi. Lam Quang lộ rồi. Hắn lập tức hét lên, lập tức gửi tin tới cho Thường Ca Hào, đình chỉ quay về, lập tức cút đi nơi khác cho lão tử. Con mẹ đứa nào đồng ý cho Thường Ca Hào quay lại Lam Quang hã? Lão tử đập chết hắn. Báo cáo. Thường Ca Hào đang sử dụng động cơ dọc, đã sớm định đến điểm cuối, không cách nào dừng lại. Hơn nữa, Thường Ca Hào trở lại Lam Quang là trình tự bình thường. Hai mắt Hạ Khánh Quân tràn đầy tơ máu, hai tay nắm chặt, trong lòng gào thét phẫn nộ không thôi, nhưng bên ngoài không ngừng hít sâu để điều chỉnh lại trạng thái. Đại não điên cuồng vận chuyển, không, bây giờ còn chưa bại lộ, còn có cơ hội. Bát thú tộc có thể thông qua việc này tìm được vị trí chuẩn xác, nhưng sẽ không biết mục đích của Thường Ca Hào là trở lại Lam Quang, quan trọng nhất là Thường Ca Hào còn chưa tới Lam Quang. Hắn lập tức hạ lệnh, gửi tin tức tới cho Thường Ca Hào, loại bỏ tín hiệu che giấu, thời điểm dừng lại, lập tức quay đầu tập kích căn cứ Nguy 348 cho lão tử, làm ra tư thái cướp khối năng lượng. Chính là để cho bọn họ chết ở bên ngoài, không thể khiến bát thú tộc biết được Lam Quang. Đồng thời, rút toàn bộ phi thuyền cảnh giới quanh Lam Quang đi, làm tốt ẩn giấu. Suy nghĩ một chút, hắn cắn răng nói, lập tức đưa ra cảnh báo cấp 0, toàn cầu tiến vào trạng thái siêu phòng ngự, toàn bộ nhà xưởng liền dừng lại, ngăn việc phát ra năng lượng. Toàn dân ở trong nhà, không thể ra ngoài. Quân đội khống chế vật tư toàn cầu, phối hợp với thành phố tiến hành phân phối. Rõ, so với an toàn nhân loại, một chút ảnh hưởng kinh tế là thá gì. Sau khi truyền đạt xong mệnh lệnh, hắn lập tức tổ chức hội nghị cấp cao. Hắn thầm nói, không cần sợ. Cho dù bị phát hiện, vẫn có thể để nhân loại dùng truyền tống trận rời đi, giữ lại một tia lửa cho nhân loại. Hơn nữa, còn có Hứa Thế Cường, có thể nói hắn dùng tiểu thế giới rời đi. Vì vậy, nhất định không thể sợ. Nhân loại còn xa với đạt tới thời khắc tuyệt vọng. Thật sự không được, liền quy xuống thuần phục phục nhãn tộc, tới mẫu tinh phục nhãn tộc làm nô lệ, lấy năng lực của nhân loại, vô số năm sau, liền có thể trở mình. Nhân loại, tất thắng. Làm, lãnh tụ, nếu hắn không có niềm tin cùng hy vọng, như vậy nhân loại cách tuyệt chủng không còn xa. Tất cả mọi người có thể tuyệt vọng, duy chỉ có ta, Hạ Khánh Quân không thể. Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1065, khẩu khí thật lớn, 1. Thời điểm mệnh lệnh của Hạ Khánh Quân được truyền xuống, nhân loại liền không thể tránh khỏi xảy ra khủng hoảng. Luận điệu diệt thế dần dần được lưu hành, rất nhiều bắt đầu phóng túng bản thân, muốn làm liều trước khi chết. Dựa theo thuyết pháp của bọn họ, sớm muộn gì cũng chết, không nhanh chóng hưởng lạc đi không tốt sao? Tại sao phải đi làm những chuyện mà bản thân không vui vẻ? Bản chất nhân loại là hưởng thụ, hà tất làm việc cực khổ? Buông bỏ đi, tận hưởng đi, sau đó đợi chờ cái chết ập tới. Dưới suy nghĩ bọn họ, bát thú tộc là chủng tộc thống trị toàn bộ vũ trụ, mà nhân loại chỉ là một chủng tộc sống trên hành tinh nho nhỏ, làm sao chống lại đối thủ cường đại như vậy? Bọn hắn nghĩ mãi mà không ra, nhân loại có gì mà đòi đối đầu với bát thú tộc? Bị diệt tộc là kết cục tất yếu, không thể thay đổi. Mà thanh âm kiểu này càng ngày càng mãnh liệt, có xu hướng lan tràn ra ngoài. Hạ Khánh Quên nghe được tin này, lạnh lùng nói, toàn bộ tử hình. Dưới ánh nhìn của hắn, nhân loại không phải không có hy vọng, hắn nhất định phải dùng thế cuồng phong đè xuống cỗ thanh âm này, nếu không bát thú tộc còn chưa tìm đến, bản thân nhân loại đã tự nổi loạn. Thời điểm nguy cơ chủng tộc không cho phép hắn có nửa điểm mềm yếu. Mà lúc này đây, không có người nào dám phản đối mệnh lệnh của Hạ Khánh Quân, nếu dám nói một chữ không, người đầu tiên bị tử hình chính là bọn họ rồi. Hơn nữa, Hạ Khánh Quân còn là người có quyền lực cao nhất hiện tại. Tuy rằng Hạ Khánh Quân phản ứng rất nhanh, Thường Ca Hào cũng nhanh chóng phối hợp, nhưng mà mọi người đánh giá thấp sự coi trọng của bát thú tộc đối với Thường Ca Hào rồi. Bát thú tộc cắm vào nhiều trình tự truy tung ẩn giấu, mà mấy thứ này thì phục nhãn tộc còn chưa đánh cắp được, nhân loại chưa khắc chế ra. Hơn nữa viên tinh cầu màu xanh lá cũng đưa đến hoài nghi cho bát thú tộc. Không ngờ tới một thực địa của bát thú tộc lại bị chiếc chiến hạm này tiêu diệt. Mười mấy năm trước chiếc chiến hạm này đột nhiên tập kích,
không thể tránh khỏi đưa tới khủng hoảng trong giới cao tầng bát thú tộc. Không chỉ bởi vì chúng thua trong tay chiến hạm của nhân loại, mà phương thức nhân loại đánh bại bát thú tộc, chúng nó không hiểu. Nói cách khác, nhân loại có kỹ thuật mà chúng nó không nắm rõ. Nguyên bản bát thú tộc đối với nhân loại cũng không đánh giá quá cao, cũng không cần phải vội đi xử lý, giống như chơi trò mèo vờn chuột vậy, chậm rãi mà chơi. Chúng nó tin, nhân loại không có khả năng thoát khỏi xúc tu chúng nó, chỉ cần bọn họ muốn, tùy thời có thể khiến nhân loại diệt vong. Dù sao để nhân loại lại vũ trụ cũng là chuyện khá ổn. Chiến hạm nhân loại có thể làm nơi để binh sĩ thực luyện. Hơn nữa, một đám quý tộc bát thú tộc cũng cần thăng cấp, củng cố địa vị. Nếu nhân loại cùng phục nhãn tộc không còn, như vậy chúng nó chạy đi đâu kiếm quân công đây? Chẳng lẽ lấy súng tấn công người một nhà? Như vậy nhìn qua, kỳ thật trong khoảng thời gian dài, bát thú tộc còn che chở cho nhân loại cùng phục nhãn tộc đấy. Chỉ là không nghĩ tới, không biết vì sao, nhân loại lại làm ra kỹ thuật cường đại. Đã nói là chơi mèo vờn chuột, ngươi chuột ta mèo, nhưng kết quả con chuột dám nhe răng ra với con mèo. Chuyện này còn phải nói, xử hắn, ít nhất cũng phải hiểu rõ vũ khí mới của nhân loại là gì, nếu không chúng nó đều đứng ngồi không yên. Người nào có thể bảo đảm bản thân đang ngủ ngon, đột nhiên ngày nào đó viên tinh cầu mình sống bị nhân loại hủy diệt. Thành phố thắng lợi, phòng họp dưới mặt đất, bát thú tộc đã hướng Lam Quang phái ra chiến hạm điều tra. Mẫu tinh chúng ta, khả năng cao rất nhanh bại lộ, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Bọn hắn đã từng nghĩ ngày này sẽ tới, nhưng lại không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Có người mang theo tâm lý may mắn, không cần khẩn trương, bên ngoài hành tinh chúng ta có ngụy trang, có lẽ bọn hắn chỉ bay qua điều tra một chút, không nhất định sẽ phát hiện. Bát thú tộc vô cùng tự tin vào kỹ thuật của mình, sẽ không nhất định cẩn thận tìm kiếm. Lập tức có người phản bác, loại khả năng này không bao giờ tồn tại. Lam Quang là một hành tinh có sinh mệnh, kẻ đần nhìn lướt qua liền nhận ra. Nhân loại chúng ta cho dù ngụy trang tốt đến đâu thì thế nào? Chỉ cần chiến hạm bát thú tộc tới gần, hết thảy đều bại lộ. Vì vậy, xin đừng mang tâm lý may mắn, đây là điểm chí mạng. Ta nghĩ nên tập trung toàn bộ lực lượng, làm tốt công tác chuẩn bị. Không thể để cho chiến hạm bát thú tộc tới gần Lam Quang. Ta đề nghị phái ra hạm đội siêu năng lực ra bên ngoài tinh vực chặn đường. Chủ động chặn đường, vậy không phải thừa nhận chúng ta ở đây sao? Chương 1066, khẩu khí thật lớn, 2. Hạ Khánh Quân vuốt vuốt mi tâm, cuối cùng đưa ra quyết định phái ra chiến hạm siêu năng lực, chủ động ngụy trang đánh chặn, không thể để chiến hạm bát thú tộc tới gần Lam Quang. Có thể kéo dài thời gian thì kéo dài. Sau khi cuộc họp kết thúc, Hạ Khánh Quân tìm đến hạm trưởng, ngươi đã biết hết chưa? Hạm trưởng gật đầu, lại lắc đầu nói, biết một chút, nhưng không biết được nhiều. Hạ Khánh Quân đem chuyện đơn giản nói ra, ngươi tìm Hứa Thế Cường, nói với hắn một tiếng, để hắn sớm chuẩn bị. Chỉ cần Hứa Thế Cường vẫn còn, vậy nhân loại vẫn còn hy vọng, ngươi hiểu ý ta chứ? Hạm trưởng gật đầu, đã hiểu, để Hứa Thế Cường chạy trước. Hạ Khánh Quân bất đắc dĩ nói, không phải ta nói hắn chạy trước, mà nói hắn mang theo nhiều người cùng chạy. Đã rõ, lãnh tụ, đối mặt với tình huống này, cả nhân loại không có biện pháp, Hứa Thế Cường thì có thể làm gì đây? Hạ Khánh Quân thầm nói, thời khắc vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể chạy. Có thể chạy được bao xa thì chạy bấy xa, chỉ cần lưu lại hỏa chủng, tương lai sẽ có một ngày, nhân loại quét sạch toàn bộ hệ vân hoàn. Tiêu diệt bát thú tộc. Tuy rằng hắn cũng không biết phải làm sao mới tiêu diệt triệt để được bát thú tộc, nhưng mà sự tình tương lai, người nào nói rõ ràng đây? Tô Hạo nghe xong lời nói của hạm trưởng, kinh ngạc nói, tại sao lại bị phát hiện? Lúc trước không phải đang rất tốt sao? Hắn vô cùng hài lòng với cuộc sống lúc này, vốn còn tưởng sẽ yên tĩnh nghiên cứu lâu dài, không nói ngàn năm, ít nhất cũng phải trên trăm năm đi. Không nghĩ mới nhàn hạ được 10 năm, liền gặp phải phiền toái. Hắn không chủ động đi tìm bát thú tộc, nhưng bát thú tộc lại chủ động đi tìm hắn. Thật sự là muốn chết mà. Hạm trưởng cười khổ nói, nghe nói Diêu Tinh Hào chúng ta ra tay tàn nhẫn với bát thú tộc, vì tìm Diêu Tinh Hào chúng nó liền khởi động truy tung toàn vũ trụ. 10 năm trước Thường Ca Hào ra ngoài vũ trụ thí nghiệm tiểu lập phương toái tinh bị trúng chiêu, bị bát thú tộc truy tới Lam Quang. Tô Hạo nói, thì ra là thế, biện pháp phòng hộ của nhân loại, thật đúng là lâu đài cát. Bát thú tộc hơi ra sức, nhân loại liền chịu không nổi.
Vẻ mặt Hạm trưởng tràn đầy lúng túng, lời ngươi nói, quả thật như vậy. Nhưng chúng ta đang ở vào thế yếu, trên thực tế, quyền chủ động vẫn luôn nằm trên tay Bát Thú tộc, đây cũng không còn cách nào khác. Tô Hạo nói, như vậy, các ngươi định làm thế nào? Hạm trưởng nói, nghe ý tứ của lãnh tụ, tạm thời kéo dài thời gian, tận lực tránh để Bát Thú tộc xác nhận được vị trí Lam Quang, lại tìm tinh cầu phù hợp, dùng truyền tống trận đưa người dân ly khai. Mẫu tinh Lam Quang có thể buông bỏ, nhưng ngươi thì không. Chỉ cần ngươi còn sống, nhân loại có cơ hội quật khởi. Vì vậy, lãnh tụ để ta sớm nói với ngươi một tiếng, để ngươi chuẩn bị sẵn sàng, thời khắc mấu chốt, nếu có thể, liền mang nhiều người rời đi một chút, có thể mang bao nhiêu người thì bấy nhiêu. Tô Hạo suy nghĩ một chút, dứt khoát đặt chuyện trong tay xuống, nói, đi cái gì? Không cần, cứ dựa theo lời ta nói, ta có biện pháp xử lý chuyện này. Hơn nữa còn có cách làm cho phi thuyền của bọn họ không bay vào được. Hạm trưởng, Đại Cường, ngươi nói cái gì? Tô Hạo nói, ta nói, Bát Thú tộc mà thôi, vấn đề không lớn, đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu. Đi thôi, mang ta đi gặp lãnh tụ Hạ Khánh Quân. Mỗi lần nghe Tô Hạo nói chuyện, Hạm trưởng không cách nào khống chế bản thân không được phàn nàn, khẩu khí thật lớn, chém gió còn chém tận lên trời. Nhưng mỗi lần nhìn thấy kết quả, đều chứng minh Tô Hạo nói đúng. Lúc này nghe được Tô Hạo nói vậy, phản ứng đầu tiên của Hạm trưởng là, kệ mẹ hắn, tên Hứa Thế Cường này có khẩu thị thật ngông, chém tận lên trời, đây là bệnh, điều, trị được. Cũng không trách trong lòng hắn lại nghĩ vậy, dù sao, người nào có thể lấy sức mạnh cá nhân chống lại chủng tộc Bát Thú tộc bá chủ vũ trụ. Dưới sức mạnh chiến hạm Bát Thú tộc, rất nhanh liền giơ cờ trắng đầu hàng. Bất quá, hắn cũng chỉ dám nghĩ, tuyệt đối không nói ra, chỉ lộ ra một nụ cười công nghiệp, có lời này của Đại Cường, ta liền an tâm. Tô Hạo theo Hạm trưởng rời đi, ở trong nhóm gửi một tin nhắn, Á Sơn Phong Thành, Bát Thú tộc chuẩn bị tấn công Lam Quang, trước đặt chuyện trong tay xuống, hợp lực đem Bát Thú tộc đánh trước. Hai mắt Á Sơn Phong Thành sáng lên, hưng phấn nói, rõ, Duy Lão Đại. Bọn hắn rất nhanh xuất hiện bên cạnh Tô Hạo, cùng đi theo tìm lãnh tụ Hạ Khánh Quân. Tìm được Hạ Khánh Quân xong, Tô Hạo cũng không vòng vo, trực tiếp nói rõ ý định, không cần kéo dài thời gian, trực tiếp nói cho Bát Thú tộc vị trí của Lam Quang, để bọn họ tiến đến. Vẻ mặt Hạ Khánh Quân ngây ngốc, ha ha. Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1067, giải quyết vấn đề, 1. Hạ Khánh Quân nghe xong lời nói của Tô Hạo, phản ứng đầu tiên là tên Hứa Thế Cường này điên rồi sao? Đây không phải tự mình tìm đường chết. Hắn chau mày, Hứa Thế Cường, đây là thời khắc quan trọng, ta cũng không có tâm tư cùng ngươi đùa giỡn. Đối với chuyện này, Tô Hạo có thể lý giải là nhân chi thường tính. Đối với loại chuyện vượt ngoài kiến thức của mình, nhân loại khó có thể tin tưởng được. Đối mặt với chuyện là lẫm, liền lấy nhận thức ta đúng, ngươi sai. Đặc biệt là Hạ Khánh Quân, hắn dựa vào năng lực của mình, từ tư duy, năng lực, nhận thức cùng một chút quan hệ, mới đi tới vị trí như ngày hôm nay, hắn đối với năng lực tư duy của mình liền rất tự tin, dẫn đến tính tình ngoan cố. Ý chí của hắn sẽ không thể bị người nào dùng 2-3 câu nói thay đổi. Hơn nữa, hắn là lãnh tụ của nhân loại, không thể có một chút chủ quan, bởi vì nhân loại căn bản không chịu được thất bại. Để muốn làm cho Hạ Khánh Quân thay đổi nhận thức, phương pháp rất đơn giản, dùng cách làm thô bạo nhất thay đổi nhận thức thế giới quan của hắn, đưa toàn bộ khái niệm trước kia của hắn phá hủy, một lần nữa thay đổi nhận thức mới. Vì vậy Tô Hạo biết rõ điểm này, cũng không đi giải thích quá nhiều. Hắn trực tiếp truyền tống mang Hạm trưởng cùng Hạ Khánh Quân đến một viên tinh cầu hoang vu, phất tay gọi ra một khối năng lượng lớn, chỉ vào trước mắt, sau đó liền vứt đi. Đồng thời nói ra, mấy năm trước ta có tiến hành nghiên cứu về khối năng lượng. Khối năng lượng có một kết cấu vào y xoáy đặc thù, đây chính là nguyên nhân có thể sinh ra năng lượng khổng lồ. Ta ngẫu nhiên tìm được phương pháp phá hư kết cấu khối năng lượng, có thể khiến năng lượng trong khối năng lượng bộc phát, ta gọi nó là sóng năng lượng bộc phát, nhưng cũng có thể làm cho khối năng lượng mất đi. Hiệu lực, ta gọi nó là sóng thoái hóa năng lượng. Cũng chính là như vậy. Nói xong, bàn tay vươn về phía trước. Tạch tạch tạch. Giáp thủy tinh màu hồng lan tràn ra ngoài, tạo thành một trận bàn phù văn. Tô Hạo sợ hai người nhì không hiểu, vì vậy giải thích nói, đây là siêu năng lực của ta,
có thể sử dụng năng lượng tạo ra một loại thủy tinh đặc thù. Ta lợi dụng thủy tinh này dựng thành trận phản sinh năng lượng có thể phóng thích ra một loại chấn động đặc thù, cũng chính là sóng bộc phát cùng sóng thoái hóa mà ta nói. Đương nhiên, loại chấn động này máy móc cũng có thể thực hiện. Nói xong, không để ý đến biểu cảm chết lặng của hai người, kích hoạt phù văn trên tay, sóng bộc phá năng lượng. Sau một khắc, phù văn sáng lên, một cỗ chấn động đặc thù phóng thích về phía trước, quét qua khối năng lượng. Khối năng lượng bị sóng chấn động quấy nhiễu, trong nháy mắt phóng thích toàn bộ năng lượng mình sở hữu. Tựa như đạn hạt nhân bộc phá, hình thành một mặt trời sáng chói. Một cỗ sóng xung kích mãnh liệt tỏa ra, va vòng bảo hộ của ba người, làm cho người ta nhịn không được phải nheo mắt lại, vô thức lui ra phía sau né tránh. Oành! Theo sát đó là tiếng nổ mãnh liệt. Hết thảy trở lại bình thường, Tô Hạo nhìn hai người triệt để ngốc trệ, kiên nhẫn giải thích nói, đây là ảnh hưởng của sóng bộc phá năng lượng, đem năng lượng trong khối năng lượng phóng xuất ra ngoài. Đương nhiên, cũng có thể trực tiếp khiến cho khối năng lượng mất đi hiệu lực. Nói xong, lại tiện tay ném ra một khối năng lượng, một lần nữa xây dựng trận bàn phù văn, kích hoạt phù văn, sóng thoái hóa năng lượng. Xì, xì xì. Khối năng lượng vốn tỏa ra ánh sáng, trong nháy mắt mất đi màu sắc, trở nên ảm đạm, giống như quả hồng mất nước vậy, trở nên khô quắt, nhìn qua liền biết đã hỏng rồi. Làm xong những thứ này, Tô Hạo chờ hai người bình phục tâm tình, sau đó mang theo hai người trở về Lam Quang. Hắn đem hai người sắc mặt quái dị thả xuống, sau đó nói, ta có điều tra qua, phát hiện mọi kỹ thuật của bát thú tộc đều liên quan đến khối năng lượng. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta nắm được kỹ thuật khắc chế khối năng lượng, liền có thể khống chế bát thú tộc. Vô luận chúng phái tới bao nhiêu chiến hạm cũng chẳng sao cả, chỉ cần chúng ta bố trí đại lượng máy móc chuyên môn công kích khối năng lượng, vậy phi thuyền bát thú tộc đừng mong tới gần Lam Quang. Muốn trực tiếp phá hủy chiến hạm bát thú tộc, dùng máy sóng bộc phá năng lượng, trong nháy mắt có thể đem chiến hạm đối phương biến thành mảnh vỡ. Muốn tê liệt, vậy dùng sóng thoái hóa năng lượng, tất cả chiến hạm đều mất đi năng lượng sử dụng vũ khí cùng di chuyển. Chính là đơn giản như vậy, thời đại viễn trình chiến hạm đã kết thúc, nếu bát thú tộc không nghiên cứu ra thủ đoạn che giấu sóng năng lượng, vậy các ngươi liền vô địch đấy. Hạ Khánh Quân há to miệng, dường như mất đi năng lực suy nghĩ. Chương 1068, giải quyết vấn đề 2. Tô Hạo lại nói, yên tâm đi, cái sóng chấn động này có thể thiếu chí phương hướng, không cần lo lắng ảnh hưởng đến bản thân, yên tâm sử dụng. Đương nhiên, nếu như chiến hạm ngươi đủ nhiều, cũng có thể trang bị cái này lên trên, còn có thể nhân dịp thừa cơ tiến hành phản công lại bát thú tộc. Bất quá hiệu suất như vậy quá thấp, ta đề nghị các ngươi không nên làm như vậy. Chỉ cần có đủ nhà xưởng cùng nghiên cứu viên, ta có biện pháp sản xuất tiểu lập phương toái tinh số lượng lớn. Các ngươi có thể phái ra chiến hạm mang theo tiểu lập phương, trực tiếp phá hủy hành tinh có bát thú tộc. 10 năm không được thì 20 năm, 100 năm. Bát thú tộc cho dù có nhiều thực tinh, nhưng vẫn không đạt đến trình độ đánh không hết. Hạ Khánh Quân cùng hạm trưởng nghe lời Tô Hạo nói, miệng dần há lớn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nguy cơ sinh tử của nhân loại, cứ như vậy bị Hứa Thế Cường dăm ba câu giải quyết xong. Nếu Hứa Thế Cường đều nói thật, vậy nguy cơ của nhân loại quả thật đã được giải quyết. Có lẽ, không chỉ giải quyết đơn giản như vậy, mà thao tác tốt, còn có thể nghịch chuyển thế cuộc giữa nhân loại cùng bát thú tộc. Đây chính là vũ khí nhắm vào khối năng lượng là hạch tâm của bát thú tộc, nếu có thể phế được nó. Vậy toàn bộ khoa học kỹ thuật của bát thú tộc liền thành đồ trang trí, đối với nhân tộc một chút uy hiếp cũng không có. Không chỉ có như vậy, còn có tiểu lập phương toái tính có uy lực dị thường, là một loại vũ khí mà khiến người ta nhớ tới liền run lên. Nếu mỗi hành tinh của bát thú tộc đều ném một khối. Nghĩ tới đây, trong lòng Hạ Khánh Quân cùng hạm trưởng như có dòng điện chạy qua, tóc gáy theo đó mà dựng lên. Như vậy quả thật có thể lật chuyển thế cờ. Không có từ ngữ nào có thể hình dung tâm tình của bọn hắn lúc này. Hạ Khánh Quân hơi chút tưởng tượng một phen, liền nghĩ đến tình cảnh tương lai, không khỏi lẩm bẩm nói, nếu thật như lời Đại Cường nói, kể cả chiến đấu trực diện, liền không phải cuộc thi xem ai nhiều chiến hạm hơn. Cảm giác rung động không thôi, Hạ Khánh Quân cùng hạm trưởng rất lâu mới bình tĩnh lại. Rất nhanh, hạm trưởng dùng con mắt chuyên nghiệp thấy được chỗ có vấn đề, hắn cau mày nói, phạm vi bộc phát của sóng có xa không? Hạm đội của bát thú tộc có diệu tinh pháo có thể bắn ở mọi góc độ, có thể trực tiếp tấn công thẳng vào Lam Quang chúng ta.
chúng ta căn bản không cách nào an bài nhiều phi thuyền giám sát. Tô Hạo nói, sóng năng lượng có thể bộc phát với tốc độ tiếp cận ánh sáng, ở trong vũ trụ có phạm vi chiếu rất xa, nhưng ta không nắm chắc. Không biết phạm vi cụ thể là bao nhiêu, bất quá thuế dựa theo lý thuyết khuếch tán của năng lượng, thì khoảng cách hữu hiệu ở trong vũ trụ có thể đạt tới 1 tỷ km. Sau khi nói xong, Tô Hạo chỉ vào Á Sơn cùng Phong Thành, hai người này là trợ thủ của ta, tên là Cổ Á Sơn cùng Cổ Phong Thành, có hai người bọn họ ở đây. Có thể đảm bảo Lam Quang không sao, dù cho mẫu hạm của bọn họ chạy tới bên ngoài Lam Quang cũng không cần khẩn trương, chỉ cần mẫu hạm không phát động diêu tinh hào trong chớp mắt, vậy hai người bọn họ sẽ rất nhanh giải quyết mọi vấn đề. Trợ thủ, Hạ Khánh Quân không khỏi nhìn về phía Á Sơn cùng Phong Thành. Cảm thấy trong đầu toát ra một đống câu hỏi, bọn hắn không nghĩ ra, hai người này có thể đảm bảo an toàn cho tinh cầu. Hạm trưởng miễn cưỡng tiếp nhận lời nói của Tô Hạo, lại hỏi, vậy vấn đề tiểu lập phương toái tinh thì sao? Thực tinh của bát thú tộc có sức bảo vệ rất cao, phi thuyền chúng ta căn bản không cách nào tới gần. Lần này Thường Ca Hào làm được là do bọn họ chủ quan mới thành công đem tiểu lập phương ném xuống. Nhưng qua chuyện này, bát thú tộc tăng cường phòng hộ, chúng ta rất khó để tiếp cận thực tinh bát thú tộc. Nói cách khác, việc nhân cơ hội phản kích bát thú tộc rất khó làm được. Tô Hạo suy nghĩ, liền hiểu ý của hạm trưởng, có vũ khí hạt nhân trong tay nhưng không cách nào phóng ra được. Vì vậy hắn chỉ Á Sơn cùng Phong Thành, không sao, chỉ cần nhân loại phối hợp tốt, hai người bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Hạ Khánh Quân cùng hạm trưởng lần nữa mở to mắt nhìn Á Sơn cùng Phong Thành. Hai thanh niên có nét mặt lạ lẫm này là ai? Cuối cùng có bản lĩnh gì, có thể làm được những chuyện mà phi thuyền của nhân loại không làm được? Mà khóe miệng của Á Sơn cùng Phong Thành chậm rãi nhe lên. Chuyện này, bọn hắn rất thích làm. Dù sao ngoài nghiên cứu ra, còn có chút trò chơi nhỏ, đây mới là cuộc sống thú Ivy's. Mấu chốt quan trọng nhất, bọn họ không sợ chết, chết thì chết thôi, dù sao người chết cũng là bát thú thần. Có vấn đề gì sao? Đương nhiên là không có rồi. Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1069, đơn giản, 1. Tô Hạo như nghĩ tới điều gì, nhìn hai người nói, đúng rồi, hai người các ngươi trước khi phá hủy thực tinh cùng mẫu tinh của bát thú tộc, liền nhìn qua một vòng, xem có kỹ thuật nào đáng giá học tập, đem kỹ thuật này lấy tới tay rồi nói tiếp. Nếu không được, liền nói với ta một tiếng, ta tự mình ra tay. Hai người đồng thanh đáp, rõ. Hạ Khánh Quân cùng hạm trưởng liếc nhìn nhau, tất cả đều không nói gì. Thế giới này có chút không đúng. Tô Hạo lại cùng hạm trưởng cùng Hạ Khánh Quân trò chuyện một lúc, sau khi thể hiện ra sức mạnh tuyệt đối của bản thân, liền đem hai người thuyết phục. Sau khi hai người đồng ý lời nói của hắn, lại trình trọng nói, còn nữa, không cần thấy khoa học kỹ thuật bát thú tộc quá mức cường đại. Chúng nó chẳng quá có nhiều chiến hạm hơn một chút, khoa học kỹ thuật phát triển hơn một chút mà thôi. Trong mắt của ta, bình thường, còn không có giá trị bằng phục nhãn tộc. Ta tùy tiện tìm một cách cũng có thể hủy diệt chúng nó, hiểu chưa? Hạ Khánh, Quân cùng hạm trưởng lúc này đều không còn cho rằng Tô Hạo chém gió, mà dùng mấy từ khác để hình dung, con mẹ nó, thật khí phách. Tô Hạo tổng kết lại, vì vậy, hy vọng về sau, biện pháp cùng đề nghị mà ta nói ra, các ngươi không cần quá kinh ngạc. Chuyện các ngươi làm không được, không có nghĩa là ta làm không được. Thế giới rộng lớn, có rất nhiều thứ mà các ngươi còn chưa biết. Có quá nhiều nghi ngờ sẽ làm lãng phí thời gian, đặc biệt là thời gian nghiên cứu của ta. Nếu gặp khó khăn, nếu như ta nói giải quyết được, như vậy liền nhất định có thể giải quyết, ta sẽ không cùng người khác nói giỡn. Cứ dựa theo lời ta nói mà làm. Á Sơn cùng Phong Thành mặt lạnh nhìn Hạ Khánh Quân cùng hạm trưởng, nếu hai người dám nói một chữ không. Hạ Khánh Quân cau mày, suy nghĩ thật lâu, hắn thở dài một hơi, chân thành nói, được, ngươi nói làm thế nào, ta liền làm thế đó. Còn lại hết thảy khó khăn, để ta giải quyết. Tô Hạo cười nhạt, rất tốt. Như vậy chuyện đầu tiên, để chiến hạm bát thú tộc tiến đến, để chúng nó nhìn thấy viên hành tinh này. Thứ hai, khôi phục lại sản xuất, nên làm gì thì làm thế, đồng thời toàn lực sản xuất chế tạo thiết bị sóng bộc phát sóng thoái hóa. Ta sẽ mang nó lên vũ trụ lắp đặt, bao gồm là toàn bộ không gian trong hệ Vân Hoàn. Thứ ba, tìm phục nhãn tộc lấy vị trí thực dân của bát thú tộc,
sau đó lặng lẽ phái ra chiến hạm đến những phụ cận thực tinh này, tìm địa phương lặng lẽ bố trí truyền tống trận. Thứ tư, phối hợp ta chế tác tiểu lập phương toái tinh, đến lúc đó giao cho Á Sơn cùng Phong Thành thông qua truyền tống trận, trực tiếp tập kích thực tinh bát thú tộc, một hơi giải quyết toàn bộ. Thứ năm, đem chiến hạm bát thú tộc nhìn thấy, toàn bộ phá hủy. Chỉ đơn giản vậy thôi. Hạ Khánh Quân bình phục tâm tình, đứng thẳng lên, giọng nói hùng hồn, tốt, cứ làm vậy đi. Sự tình cứ dựa theo lời Tô Hạo nói mà làm. Bất quá ngay từ đầu tiến triển không được thuận lợi, bởi vì đám cao tầng đều cho rằng Hạ Khánh Quân điên rồi, cầm tương lai của nhân loại ra đùa giỡn. Thậm chí có người nói Hạ Khánh Quân làm lãnh tụ nhân loại, lại chủ động từ bỏ phản kháng. Dưới sự nỗ lực không ngừng của Hạ Khánh Quân, trong vòng 3 ngày, cũng tranh thủ được tín nhiệm của mấy nhân vật chủ chốt, sau đó cưỡng ép đè xuống thanh âm phản đối, đem một đống mệnh lệnh chấp hành ra. Nếu lần này thành công, vậy danh vọng Hạ Khánh Quân trong nhân loại sẽ đạt tới trình độ không ai sánh bằng. Nếu thất bại, có lẽ hệ Vân Hoàn không còn nhân tộc. Dưới sự thúc đẩy của Hạ Khánh Quân, rất nhiều nhà máy sản xuất được đẩy nhanh hoạt động. Có 3 chuyện chính. 1. Sản xuất thiết bị sóng bộc phát sóng thoái hóa, sau đó bố trí trên phi thuyền. 2. Câu thông với Phục Nhãn tộc về sự tình thực tinh bát thú tộc. Thu hoạch tình báo thực tinh, đồng thời sản xuất một đống tài liệu chế tạo truyền tống trận. 3. Toàn bộ phi thuyền, tất cả đều thành lập truyền tống trận, kết nối. Mà phối hợp với 3 việc chính này là một đống việc nhỏ khác, từng chuyện đều được đoàn đội chuyên nghiệp xử lý, biến thành một phương án trọn vẹn, gửi tới từng cơ quan chấp hành. Nửa năm sau, 2 chiếc chiến hạm tuần tra của bát thú tộc, một sáng một tối bay vào hệ hành tinh Lam Quang. Hạm trưởng nhận được tin báo, lập tức tới tiểu thế giới tìm Tô Hạo, Đại Cường, chiến hạm của bát thú tộc đã được dẫn dụ đến. Tô Hạo ừm một tiếng, chuyện khác chuẩn bị thế nào rồi? Hạm trưởng hưng phấn nói, sản xuất được một đống lớn sóng năng lượng cùng sóng thoái hoa, hơn nữa còn qua thử nghiệm, xác nhận có thể vận hành. Truyền tống trận ở trên các hành tinh cũng được bố trí xong, tính cơ động của chúng ta trở nên rất lớn. Theo thời gian trôi qua, chúng ta sẽ càng ngày càng bố trí được nhiều truyền tống trận trong vũ trụ. Tối đa 5 năm, có thể bố trí xong một tinh vực, đến lúc đó phạm vi hoạt động của nhân loại vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Chương 1070, đơn giản, 2. Tô Hạo hỏi, dự tính bao lâu hạm đội bát thú tộc tới Lam Quang? Hạm trưởng nói, lâu nhất thì 5 năm, hạm đội bát thú tộc sẽ tới đây. Tô Hạo gật đầu nói, được, vậy 5 năm sau rồi tính tiếp. Hiện tại không cần vội, hạm trưởng muốn đi, nhưng lại do dự dừng bước. Cuối cùng vẫn nói, Đại Cường, khối năng lượng mà nhân loại chúng ta dự trữ được, gần đây tiêu hao rất nhiều, có lẽ không cách nào chống đỡ tiêu hao cho truyền tống trận trong vòng 5 năm. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút, xem ngươi có đề nghị gì không. Hạm trưởng nguyên bản sẽ cho rằng Tô Hạo đối với vấn đề này cũng không có cách giải quyết, nhưng mà không hiểu sao trong lòng còn ôm một tia may mắn, vạn nhất. Đại Cường có thể giải quyết vấn đề này thì sao? Ít nhất cho tới lúc này hắn còn chưa thấy Đại Cường có chuyện nào không làm được. Tô Hạo nghe xong, trực tiếp trả lời, chuyện này đơn giản, tìm Á Sơn. Hắn sẽ giúp ngươi giải quyết. Hạm trưởng sửng sốt, đơn giản. Khối năng lượng chính là mệnh căn của các chủng tộc, sao đến tay Đại Cường liền trở nên đơn giản rồi. Hắn ôm theo hy vọng tìm Á Sơn, đem nhu cầu nói rõ, Á Sơn không ngẩng đầu lên trả lời, khối năng lượng sao? Chuyện này đơn giản, tìm bát thú tộc mượn một chút không phải xong rồi sao? Ngươi tìm Phong Thành, hắn sẽ giải quyết chuyện này. Hạm trưởng, sẽ không phải tìm được Cổ Phong Thành, rồi Cổ Phong Thành nói ta đi tìm người khác chứ? Hắn mang theo nghi hoặc tìm Phong Thành, không biết vì sao, hắn cảm giác sự tình này rất quen thuộc, giống như ở trong chính. Khục khục. Vượt ngoài dự đoán, Phong Thành biết được đây là nhiệm vụ do Duy Lão Đại an bài, liền sảng khoái đáp ứng, còn tưởng là chuyện gì, đơn giản, ta đi tìm bát thú tộc mượn một chút, ngươi chờ tí. Hạm trưởng mang theo vẻ mặt mê mang rời khỏi tiểu thế giới, tìm bát thú tộc mượn. Chúng nó sẽ cho mượn sao? Không thể nào. Vì sao trong mắt đám người Đại Cường, chuyện này lại nhìn, rất đơn giản nhỉ? Không nghĩ ra, Phong Thành nhận được nhiệm vụ, tạm dừng bắt mẫu trùng, thông qua tiểu thế giới di chuyển tới một ngôi sao cạnh thực tinh bát thú tộc. Ẩn tàng thân hình, vụng trộm lẻn vào. Kế tiếp rất đơn giản, trong tinh cầu đi dạo, tìm nhà kho cất chứa khối năng lượng, đem toàn bộ chuyển tới tiểu thế giới.
Phong Thành chuyển từng nhà kho một, nghe kèn báo động bát thú tộc vang khắp tinh cầu, hắn vẫn mắt điếc tai ngơ, làm tiếp tục việc của mình. Ở trong vũ trụ rộng rãi, chống lại vô số chiến hạm bát thú tộc, hắn quả thật bó tay, thi triển năng lực không được, nhưng mà trên đất bằng, có thể gọi hắn là lục đạo tiên nhân. Đến mức khó gặp được đối thủ, Phong Thành cũng không phải loại người nương tay, gặp bát thú tộc trực tiếp giết sạch, sau đó nhẹ nhõm chuyển khối năng lượng vào tiểu thế giới. Nhẹ nhàng, thoải mái, hắn ở trên tinh cầu thực tinh tàn sát bừa bãi, đồng thời thu nhập khối năng lượng, khiến cho nhà kho tiểu thế giới chứa đầy, còn không ngừng gia tăng. Ngay tại thời điểm hắn cho rằng nhiệm vụ này sẽ dễ dàng hoàn thành, đột nhiên phát hiện không gian xung quanh bị nhiễu loạn, không cách nào mở ra thông đạo tiểu thế giới. Ồ, lại bị quấy nhiễu rồi, không ngờ chưng ngư quái dị lại nhanh phản ứng như vậy. Xem ra lúc trước cướp đoạt chiến hạm, tin tức đã bị đồng bộ, tạm thời không trở về được. Phong Thành biến thân, khôi phục bộ dạng nguyên bản của bát thú tộc, miệng rộng nhai ra, một ngón tay chỉ ra ngoài. Đem cửa sắt nhà kho phá hủy, sau đó chậm rãi đi vào trong, nếu như tạm thời không thể quay về, vậy đại náo một trận đi. Chỉ cần đem trang bị quấy nhiễu không gian phá hủy, liền không thành vấn đề. Ở bên trong quan sát của hắn, càng ngày càng có nhiều phi thuyền nhỏ bay tới. Tiếp đó là một đống đạn năng lượng. Phong Thành kêu một tiếng phiền toái, sau đó thân ảnh dần dần mơ hồ, di chuyển với tốc độ cực cao, xuyên qua đống kiến trúc của bát thú tộc, cuối cùng thoát khỏi đống đạn truy tung. Những viên đạn năng lượng này tuy rằng không cách nào phá hủy vỏ giáp ngoài, nhưng mà số lượng quá nhiều rồi, cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới linh lực cùng thể lực của hắn. Hơn nữa hắn cũng không hứng thú làm bia ngắm cho người khác tập bắn. Nếu năng lực không gian của hắn vẫn còn, liền không cần phiền toái như vậy, chỉ cần dùng bình chướng chuyển hướng không gian, những viên đạn này liền không còn uy hiếp. Đáng tiếc, bát thú tộc vì hạn chế năng lực không gian, liền mở ra kỹ thuật quấy nhiễu không gian, đem năng lực không gian của hắn phế bỏ. Phong Thành nhanh chóng bay tới gần phi thuyền, hai mắt híp lại, giơ lên nắm đấm, một quyền đấm xuống đất. Tỏa tử quyền. Sau một khắc, vô số phi thuyền mất điều khiển ngã xuống đất, tạo thành một đốm lửa. Nhưng phi thuyền mất đi khống chế chỉ là một bộ phận, đống phi thuyền còn lại vẫn còn điên cuồng xả súng, đồng thời bắt đầu di chuyển bất quy tắc. Các loại đạn năng lượng đuổi theo hắn phát nổ, tuyệt đại đa số đều bị hắn tránh thoát, nhưng cũng có vài viên đạn bắn váo người, bộc phát ra năng lượng mãnh liệt. Phong Thành một bên di chuyển với tốc độ cao, một bên thở dài nói, nếu là Duy lão đại, chỉ với một cái búng tay liền có thể giết chết toàn bộ sinh mệnh ở trong phạm vi. Mà ta dùng lại không quá thuận tay, quả nhiên, ta liền không thích hợp với mấy việc cần tỉ mỉ. Đã như vậy, liền chơi thô bạo đi niệm như ý. Ngay sau đó hung hăng lao xuống, đem toàn bộ phi thuyền đè xuống mặt đất. Vạn kiếm quy tông. Sau một khắc, vô số tia sáng vàng từ trên thân Phong Thành lao ra, đem toàn bộ phi thuyền phá hủy. Oành oành oành. Tiếng nổ mãnh liệt liên tiếp truyền đến. Dưới đòn tổ hợp công kích này, toàn bộ phi thuyền đều báo hỏng, phi công ngồi trong đó chẳng còn mấy ai may mắn sống sót. Phong Thành cười đắc ý nói, cũng không tệ lắm. Kế tiếp, đem hết thảy mọi thứ nhìn thấy, tất cả đều phá hủy. Thế nào cũng tìm được vị trí của máy quấy nhiễu. Về phần vì sao không sử dụng sóng bộc phá năng lượng. Dù sao nhiệm vụ của hắn cũng là đi mượn khối năng lượng, cũng không phải chạy đi phá hủy. Các bạn vừa nghe xong tập 107 của bộ truyện Nhật ký Thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.